5 đồng một hộp á má. Ừ, rất là hiếm. Tôi 120 á. 125 gram, 5 đồng. Lấy cái gì? Lấy chùm đầu. Lấy chùm đầu là cái gì? Lấy chùm đầu chứ này. À, chùm đồ hả? Ok, ăn đi bà lấy. Ờ, lát bữa nay ăn bánh lọt nha, đã nha. Ăn giỏi lắm á. Ủa có giá không? Không, không bao nhiêu giá. Cái này phải không con? Biết cái này lấy này làm gì?